Mến chào các bạn đến với kênh CAD Radio. Hôm nay một chủ đề mà mình muốn tâm sự, đó là hãy thấu hiểu bản thân trước khi muốn hiểu về ai đó. Bạn biết không, chúng ta hay tìm cách thấu hiểu người khác, đoán xem đối phương cần gì, muốn gì. Thậm chí từng một xúc cảm của đối phương cũng khiến lòng mình xao xuyến, gợn sóng. Thế nhưng ít ai trong chúng ta lại hiểu được rằng bản thân của mình rốt cuộc cần điều gì, muốn điều gì, thích điều gì. Và thật sự, những điều mình làm có phải là điều mình thật sự muốn hay không? Vào một thời gian trước, mình hay có suy nghĩ là thôi kệ, miễn người thân của mình vui là được, miễn những người xung quanh hài lòng là được, miễn mình không làm ai tổn thương, phật lòng ai là được. Còn bản thân mình không quan tâm lắm. Nhưng mà bạn ơi, dần dần cái thói quen không quan tâm bản thân mình á, nó lại trở thành cái sự ngược đãi bản thân của mình. Bạn cứ mãi chạy theo những cái cảm xúc của người khác, những ấn định của người khác về bản thân của bạn, những kỳ vọng, những nỗ lực người ta áp lên bạn. Người ta cho bạn cái gì thì bạn nhận cái đó. Người ta muốn bạn mặc một cái áo gì thì bạn mặc cái áo như vậy. Dần dần bạn trở nên rụt rè, bạn trở nên không biết yêu bản thân mình. Thời gian sau này mình lại suy nghĩ, tại sao bản thân mình lại sống khổ như vậy? Mỗi người chỉ tồn tại một lần trong đời thôi. Và cái cuộc sống này, ngoại trừ việc bạn biết ơn đấng sinh thành ra, thì chính bạn, bản thân bạn là người phải chịu trách nhiệm, gánh mọi hậu quả. Bạn vui cũng bạn hưởng, mà bạn buồn cũng mỗi mình bạn thấu. Tại sao bạn không học cách thấu hiểu bản thân mình trước đã, yêu cái bản thân mình trước đã, để rồi sau này khi bạn đã trọn vẹn được những cái cảm xúc, bạn biết rõ bản thân mình cần gì, muốn gì, thích nghi được cái gì, thì bạn mới có thể quan tâm chăm sóc người khác một cách trọn vẹn được. Đừng mãi mê chạy theo xu hướng hay cảm xúc của người khác mà bỏ quên mất những cái điều mình đang sở hữu, mình đang mong muốn và thật sự mình cũng có khả năng làm được. Hãy hiểu bản thân mình một chút, lắng động lại, nghe nó, trò chuyện với nó, rồi bạn sẽ nhận ra thật ra bản thân mình cũng thú vị lắm. Và đôi khi bạn có thể tự tìm thấy niềm vui của chính mình mà không cần phải nhờ một ai khác, bằng việc thấu hiểu họ. Radio hôm nay cũng đã dài. Cảm ơn bạn đã dành thời gian theo dõi cũng như luôn ủng hộ. Thật ra mỗi người trong chúng ta đều sẽ có những cái đặc trưng riêng cũng như sở trường riêng, và đương nhiên là những nhược điểm riêng nữa. Vậy thì ngày hôm nay hãy cố gắng thấu hiểu bản thân mình, xem thật ra mình cần gì, mình đã có gì và mình muốn gì. Từng bước thực hiện. Và CAD chúc bạn luôn thành công, vui vẻ với hiện tại mình đã lựa chọn nha.